Loài ốc sên nào mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng giết người chỉ trong nháy mắt? Ốc sên ma bồ côn sở hữu vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng được xem là loài ốc sên có nọc độc vào top nhất hành tinh, có thể gây chết người. Một trong số loài có nọc độc khủng khiếp nhất hành tinh. Nhìn chú ốc sên ma bồ côn nhỏ bé và hiền lành này, ít ai ngờ nó lại nằm trong số những loài vật có nọc độc khủng khiếp nhất hành tinh. Loài ốc sên kinh khủng này sống ở vùng nước nhiệt đới của Thái Bình Dương. Chúng hay trốn trong một số hải quỳ dọc theo một dạng san hô. Mặc dù hải quỳ có nhiều xúc tu có độc nhưng chắc chắn một vết cắn từ nó không thể giết chết bạn. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn khác với loài ốc sên ma bồ côn. Sinh vật biển với vẻ ngoài bắt mắt, trông ngây thơ, sống trong một cái vỏ đẹp làm từ các hoa văn màu nâu, đen và trắng sặc sỡ, nhưng bên trong họ che giấu một bí mật chết người. Một con ốc hình nón, giống như hầu hết các con ốc, di chuyển chậm chạp. Tuy nhiên, cuộc tấn công của nó thì vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Chúng sử dụng một hệ thống phát hiện tinh vi để tìm con mồi. Ốc sên ăn cá, giun biển hoặc ốc khác nếu nguồn thức ăn khan hiếm. Kẻ sát nhân, những người thợ lặn rất sợ phải đối mặt với ốc sên ma bồ côn. Chúng rất đẹp, giống như vỏ ốc bình thường khác nhưng khi ra đòn lại rất nhanh và dù có găng tay lặn thì vòi của ốc sên vẫn có thể xuyên qua. Một vài microliter của độc tố trong dãi của ốc đủ mạnh để giết chết ít nhất 10 người. Khi chất độc xâm nhập vào hệ thống của bạn, bạn có thể không cảm thấy các triệu chứng trong vài phút hoặc vài ngày. Vết cắn tuy không đau, bạn có thể cảm thấy tê hoặc ngứa ran. Tuy nhiên, sau đó toàn thân bạn có thể run rẩy, mắt mờ đi và ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, chức năng của thứ chất cực độc này chỉ là để tự vệ và để bắt mồi chứ chúng không bao giờ chủ động tấn công con người. Tính cho tới nay, đã có khoảng 30 người bị chết do tình cờ chạm phải dãi của ốc sên ma bồ côn. Cuộc sống của người nhặt vỏ ốc sẽ kết thúc khi cái móc nhọn của con ốc này đâm vào người. Chất độc mạnh nhất có tên là neurotoxin sẽ làm cho thần kinh của bạn bị tê liệt tạm thời. Sau đó, các cơ quan hô hấp sẽ đóng kín lại, làm cho bạn khó khăn trong bị hô hấp và đây có thể là phần tồi tệ nhất.